Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư số 10 quy định hồ sơ địa chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thay đổi lớn trên giấy chứng nhận mới là có mã QR code và chỉ còn hai trang thay vì bốn trang như trước đây. Mã QR được in trên giấy chứng nhận được dùng để lưu trữ, hiển thị các thông tin chi tiết của giấy chứng nhận và các thông tin để quản lý mã QR. Việc in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện thông qua phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai.